Khu vực này là nhà hàng phục vụ ăn sáng cho khách du lịch. Quả nhiên đúng là đẳng cấp của nhà hàng cao cấp, cung cấp đầy đủ bữa sáng buffet như canh sườn, rồi đến cả các món đặc trưng. Khu vực này là nơi để sẵn các món ăn, có thể tự do lựa chọn. Các loại kim chi rồi các món ăn Trung Quốc, Hàn Quốc đa dạng giúp người không hợp khẩu vị cũng dễ dàng chọn lựa. Ở giữa là các món chiên xào và luôn nóng hổi đa dạng. Với bữa sáng tuyệt hảo như thế này, dù ở nhà cũng khó mua được đúng không nào? Trên kia là những món ăn nóng ấm dành cho bữa sáng, còn đây là khu dành cho các loại bánh. Chuẩn bị đầy đủ các loại bánh từ bột cà ri cùng với bánh mì dành cho một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng. Ngoài ra thì cũng có thêm những món ăn được chế biến từ rau củ quả. Nét đặc trưng của buffet Trung Quốc là đa dạng về các món ăn, sao cho cân bằng về lượng dinh dưỡng. Và điều thú vị nhất khi đi du lịch đó chính là chúng ta vừa đi du lịch vừa khám phá, thưởng thức thêm các món ăn mới lạ và vô cùng hấp dẫn phải không ạ? Một bữa ăn tại nhà mà khó có thể chuẩn bị được đầy đủ các món ăn đa dạng như thế này, nên chúng ta hãy tận hưởng một cách vui vẻ trong khoảng thời gian đi du lịch nhé. Các món hấp tại đây đều được chế biến tại chỗ và luôn trong trạng thái nóng bốc hơi nghi ngút. Menu của các món hấp này cũng rất đa dạng để chúng ta có thể lựa chọn. Và dạo gần đây thì mỗi khách sạn đều đang áp dụng hình thức món hấp ăn nóng hổi tại chỗ như thế này. Lý do cũng là bởi vì hầu hết các khách hàng đều ưa thích hình thức hấp nóng ăn như vậy. Ngoài món hấp thì các món bún phở cũng được chế biến tại chỗ và mang những nét rất riêng biệt dành cho khách hàng khi lựa chọn. Hầu hết các món ăn của khách sạn đều mang phương thức riêng của mỗi khách sạn, nhưng những phương thức đó đều đang có sự cải tiến và đổi mới mỗi ngày. Các món ăn được chế biến theo nhiều cách khác nhau như kiểu Trung, kiểu Hàn hay theo kiểu phương Tây đã tạo nên được sự đa dạng trong menu của bữa sáng và sự hấp dẫn đến khách hàng. Nếu bạn lựa chọn món bún phở thì trong giây lát sẽ có ngay một bát phở được nấu tại chỗ. Và chỉ cần nếm thử nước của bát phở thôi, quý vị cũng cảm nhận được hương vị tuyệt hảo của món ăn rồi. Những món ăn ở đây được cho vào những nồi nước nóng bỏng và các bạn có thể thưởng thức ngay sau đó. Nếu như ăn vào mùa đông, chẳng phải là sẽ rất tuyệt vời đúng không mọi người? Vì nơi chế biến được bố trí ở gần ngay phía bên cạnh, nên các bạn cũng có thể gọi món bất cứ khi nào. Đây là món trứng chiên cà rốt, rất có lợi cho sức khỏe. Món này gồm 4 loại gia vị cho lẫn vào nhau, làm rất đơn giản và nhanh chóng. Còn đây là vị trí để tận hưởng bữa ăn sáng tuyệt vời. Cùng với những người bạn ăn buffet ở khách sạn này thì có thể lựa chọn những món mình muốn ăn và tận hưởng bữa sáng ấy vui vẻ ở nơi đây. Để chuẩn bị cho lịch trình sẽ đi cả ngày hôm nay nên giờ tôi sẽ phải ăn hết những món này mới được. Với bữa sáng được chuẩn bị như vậy thì các bạn cũng cảm thấy là khá hoàn hảo rồi đúng không ạ? Bia Thanh Đảo có lịch sử 100 năm, được thành lập vào năm 1903. Thông qua Viện Bảo tàng, chúng ta sẽ biết được lịch sử của bia Thanh Đảo là thương hiệu hàng đầu của Trung Quốc. Tòa nhà Viện Bảo tàng Bia. Bảng quảng cáo hình người được làm bằng toàn bộ nắp bia, nhìn rất thú vị và hài hước đúng không các bạn? Việc tiếp thị thu hút khách du lịch bằng cách tạo ra sản phẩm khác từ các chế phẩm đã mang lại hiệu quả cao. Tòa nhà B hầu hết được mô hình hóa cho thấy quá trình sản xuất bia của Thanh Đảo. Công nghệ sản xuất bia Đức của quân đội Đức được truyền lại khi đóng quân tại đây.
Ngoài nước khoáng của nơi này, bia Thanh Đảo không chỉ có tần suất cao mà nó còn phù hợp với nhiều món ăn, khiến nó trở thành một loại bia ngon. Các hình nhân sáp ong mỗi quầy hàng cho thấy được quá trình sản xuất bia một cách chân thực. Bạn có thể thấy được công nghệ truyền thống của bia Đức đã được truyền bá lại một cách nguyên vẹn. Chỉ có một loại bia Thanh Đảo mà bạn có thể nhìn thấy ở Hàn Quốc, nhưng bia Thanh Đảo cung cấp khoảng 6 loại bia. Nhưng quan trọng là công nghệ truyền thống của Đức và nước khoáng ở nơi đây. Thùng bảo quản bia mà được sử dụng lúc đương thời vào năm 1903, sau khi đã mở nắp đậy của thời gian, ta có được loại bia Thanh Đảo, dù vàng ươm và cũ kỹ, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn trong đó. Có thể xem được nhiều thứ trong các cuộc triển lãm như các loại bia đa dạng. Máy dán label, máy làm sạch chai bia năm 1930. Nếu bạn đến nơi này thì nhất định phải uống thử nhé. Hãy hạ nhiệt và làm mát cổ của bạn với một ly bia cực ngon và dừng lại ở nhà máy chế biến bia hoặc cửa hàng lưu niệm. Thực tế, nếu bạn có vé vào cửa hàng lưu niệm thì bạn có thể uống một cốc bia. Con đường dẫn đến bảo tàng bia Thanh Đảo là con phố bia, nơi có rất nhiều các cửa hàng bia. Nếu bạn cảm thấy tiếc nuối khi chưa thử ở bảo tàng thì hãy di chuyển đến phố bia. Phố Sky Green City. Theo lẽ tự nhiên, mọi người sẽ tham quan dây chuyền sản xuất của nhà máy khi ghé qua đây. Đó là một quy mô lớn gợi nhớ đến một thành phố khác. Trần nhà được bao quanh bởi một bầu trời được vẽ như thế. Đó là một nơi thực sự tuyệt vời để bạn cảm nhận bầu không khí của lục địa. Bên trong là khách sạn và có nhà hàng và các cửa hàng khác. Thoạt nhìn, nó gợi nhớ đến hình thức Venetian ở Macau. Nhưng có rất nhiều sản phẩm được bán và nó là một nơi tốt để mua sắm quà lưu niệm. Choáng ngợp bởi quy mô và bầu trời nhân tạo vô cùng đẹp tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc đầu tư trong nửa ngày. Lẩu Sabu Sabu. Nó là gia vị và không quá nóng ở Thanh Đảo. Nó là đặc biệt để ăn với nước dùng thịt bò luộc hoặc là xương gà. Làm súp thì có hai cách. Người Thanh Đảo ăn thịt cừu đặc biệt. Tôi cũng ăn thịt cừu vào Sabu Sabu. Thêm nữa, bên cạnh những món thịt thì đại đa số cũng có nhiều món rau đi kèm. Các loại sốt khá là đa dạng, nên bạn muốn ăn loại sốt nào có thể tạo chế biến bằng công thức của loại sốt đó. Hương vị của đường trắng và nước ớt đỏ cay được đun sôi cùng với hạt tiêu. Rau và thịt được cho vào cùng nhau, ngoài ra bạn có thể chọn thêm hải sản để thưởng thức. Bạn có thể thưởng thức hương vị nước dùng của món lẩu Thanh Đảo. Chúng ta cùng nhau đến với Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, nơi ở ngay gần Thanh Đảo. Đây là nơi mà bạn có thể nhìn thấy dấu tích của người hùng Jang Bo-kyeong thời Sinh La Thống Nhất. Đứng ở vườn Jeongsan Lo, nằm trên đỉnh núi Jeongsan, chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố. Đền Luật Hoa Viên được xây dựng bởi Luật Hoa Viên và hiện tại khu vực là đài tưởng niệm vào núi Sơn Đông. Luật Hoa Viên là ngôi đền Phật giáo có quy mô nhất Sơn Đông. Bán đảo Sơn Đông được thành lập tại Silabang để trao đổi với nhà Đường. Vì vậy, chủ yếu mọi người đến đây để nghỉ dưỡng. Nơi đây giống như thiên đường của trái tim vậy. Bức tượng Giang Tô đứng kiêu hãnh trước đài tưởng niệm Giang Tô. Từ đó chúng ta có thể thấy được toàn cảnh cuộc sống trước kia của Giang Tô. Từ câu chuyện của Giang Tô đi dự tiệc, đến thành tựu của tướng Đường, đến quản lý tòa án và tất cả những điều này được thể hiện qua các tác phẩm điêu khắc được ở phòng triển lãm. Đây là một nơi nổi tiếng thể hiện văn hóa của thời đại Silla và nó là một địa điểm nổi tiếng với 150.000 du khách Hàn Quốc mỗi năm.
và nó là địa điểm nổi tiếng với 150.000 khách du lịch Hàn Quốc mỗi năm. Đó là một bảo tàng nơi bạn có thể nhìn lại những sự kiện lịch sử mà trước kia bạn chỉ được nghe kể lại, được thể hiện theo nội dung trưng bày Hoàng tử lên ngôi. Người ta giải thích rằng thành công lớn nhất của Trang Tô là xây dựng được luật hoa viên. Vườn luật hoa viên, nơi mà bạn có cái nhìn thoáng qua về cuộc sống và văn hóa thời đó. Trung tâm của luật hoa viên chính là Thiên đường Bồ Tát. Ở đài phun nước đặc biệt này, buổi biểu diễn phun nước sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ 30 phút mỗi buổi chiều. Pháo hoa và ánh sáng màu sắc xung quanh tạo nên sự rực rỡ cho tượng Phật Bồ Tát. Trên đường trở về Thanh Đảo, chúng tôi di chuyển đến Yên Đài, liền kề Thanh Đảo. Nơi chúng ta dừng chân là Bảo tàng Jangju. Bảo tàng được thành lập vào năm 1992 bởi công ty rượu Jangju, công ty đầu tiên của Trung Quốc sản xuất rượu vang hiện đại. Cả Yên Đài và Thanh Đảo đều chịu ảnh hưởng rất lớn của văn hóa phương Tây trong thời kỳ mở cửa. Chính điều đó là cơ sở để phát triển sản xuất bia và rượu vang nổi tiếng. Bảo tàng rượu vang Jangju có các phòng triển lãm như phòng lịch sử, phòng văn hóa và phòng thư pháp. Vì vậy, bạn có thể xem lịch sử rượu vang Trung Quốc một cách chân thực nhất. Nếu theo xuống tầng hầm thì đây là hầm rượu ngầm. Nó là hầm rượu ngầm đầu tiên của châu Á vào những năm 1894. Điều thu hút sự chú ý với những thùng gỗ sồi với quy mô rất lớn. Tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi những thùng gỗ sồi cao 3 mét thật ngoạn mục với khoảng 160.000 tấn rượu trong đó. Hầm rượu hấp dẫn bởi các thùng gỗ sồi. Nơi này nghe nói có những loại rượu lâu đời như rượu vang Jangju có lịch sử 120 năm. Thùng gỗ sồi có thể lưu trữ lên đến 7 mét, được đóng thật chặt trông thật hấp dẫn. Khi nói đến rượu du lịch, người ta thường nghĩ tới Pháp hoặc Ý. Rượu vang Jangju ở Yên Đài được công nhận trên toàn thế giới. Bạn có thể tìm và nếm thử nó ở ngoài Yên Đài. Tôi có thể đặt nó như một phần trong chuyến du lịch đến Thanh Đảo không? Có phải màu đỏ là biểu tượng của sự giàu có và phước lành ở Trung Quốc? Màu đỏ của mặt trời và sự liên kết của nó được người Trung Quốc tôn thờ trong hàng ngàn năm. Ở đây cũng có thể kiểm tra được sự tín ngưỡng đó. Yên Đài có nhiều nắng và trái cây rất ngon tương tự như ở Pháp, vì vậy phù hợp cho việc sản xuất rượu vang. Ban đầu nó nổi tiếng với rượu trái cây. Đó là lý do tại sao rượu vang được sản xuất ở đây để phục vụ cho quốc khánh, phải không? Bạn có thể mua rượu vang ngon tại hầm rượu và thưởng thức hương vị rượu vang. Quà lưu niệm dễ thương cũng thu hút khách du lịch. Tại Yên Đài, lễ hội rượu vang quốc tế được tổ chức hàng năm. Ước gì diễn ra vào đúng thời gian này của lịch trình du lịch. Hãy đến gặp gỡ những người Trung Quốc yêu dấu và dành tình yêu cho rượu vang Trung Quốc. Hãy thử đến nhé!
Nếu các bạn đã tìm đến Thanh Đảo cho chuyến du lịch của mình, tại sao lại không thử món vịt quay Bắc Kinh nhỉ? Chúng ta hãy chờ xem món vịt quay Bắc Kinh cùng với các món phụ đa dạng, một phần trong ẩm thực Trung Quốc. Ngoài ra còn có các món ăn phục vụ theo kiểu tự chọn, vì vậy bạn có thể mong đợi một bữa ăn thịnh soạn. Vậy thì bạn còn chần chờ gì nữa? Chúng ta cùng xem món chính là gì nhé! Nhưng mà đến Bắc Kinh thì thấy khá thú vị khi các đầu bếp trực tiếp thái thịt bên cạnh bàn. Nếu bạn cắt lát mỏng thì bạn có thể thấy nó sẽ giòn hơn. Ngược lại với cái đó thì thịt bên trong rất mềm và béo ngậy. Hiện nay món vịt quay Bắc Kinh đã có ở nước ta, vì vậy bạn có thể làm thưởng thức nó ở bất cứ đâu mà bạn muốn, nhưng hương vị ở mỗi địa phương thì khác nhau. Món vịt quay Bắc Kinh phải được ăn với nước tương ngọt và hành lá mới đúng hương vị của nó. Một lần nữa, tôi chưa ra được khỏi đây, tôi đã đi thăm thủy cung cá mập cá voi Hải Khẩu. Đây là nơi rất hiếm thấy. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội khi được thấy cá nhám voi. Đây là bể cá nhám voi đầu tiên trên thế giới, nơi cá nhám voi lớn nhất thế giới vui chơi. Tất nhiên, bạn có thể gặp nhiều loại cá khác nhau ngoài cá mập voi, nhưng bạn có nên xem cá mập voi không? Thế giới dưới nước trông thật yên bình. Chúng tôi hy vọng rằng những con cá mập voi đang bị đe dọa sẽ được bảo vệ ở đây và tăng số lượng. Thanh Đảo hướng ra biển nên ở nơi đâu cũng có hải sản tươi sống. Đặc biệt, khi bạn đi đến gần bờ biển và ga tàu, thì có rất nhiều bể cá ngoài trời và bàn ăn để thu hút khách du lịch. Trong số đó, Pi Chai Yuan là con hẻm ẩm thực nổi tiếng nhất. Nằm trong khu phố cổ của Thanh Đảo, Pi Chai Yuan là một phố ẩm thực truyền thống của Trung Quốc với hơn 100 năm truyền thống. Phong cảnh chỉ có thể nhìn thấy trong các nhà hàng sushi Hàn Quốc phổ biến là ở đây. Bạn có thể nấu những món tươi này ngay tại chỗ, để bạn có thể thưởng thức hương vị tươi ngon. Nếu mà thấy cái này quá nhiều, thì có thể chọn xiên thịt đơn giản cũng được. Các món ăn đường phố nổi tiếng nhất, xiên rất ngon và rẻ, và được du khách Hàn Quốc yêu thích. Tất nhiên, có rất nhiều loại xiên khác nhau. Trong khi có một cái gì đó để ăn trong nháy mắt, nguyên liệu và hương vị tạo nên món ăn thơm ngon, nhưng những khách du lịch không quen thì đương nhiên là sẽ phải hoảng hốt. Đó là lý do tại sao thực đơn điển hình của nơi này là mực xiên, nó không đẹp chút nào cả. Mực trông giống như một món ăn vặt yêu thích ở khắp mọi nơi. Người Trung Quốc không thực sự ăn bất cứ thứ gì. Nó không phải là thành phần của thuốc mà là xiên của những con châu chấu và bọ cạp lớn. Pi Chai Yuan là một cái nhìn thoáng qua về văn hóa ẩm thực Trung Quốc. Tôi nhớ đồ ăn Hàn Quốc sau khi đi qua Pi Chai Yuan. Điều này là hiếm, nhưng tôi quyết định đến nhà hàng Hàn Quốc để tìm thịt ba chỉ nướng cho bữa trưa. Tại sao thịt ba chỉ nướng có mỡ mà lại ngon chứ? Trong đó thì nếu mà cho thêm các loại kim chi và rau vào thì không có sự kết hợp nào tốt hơn thế nữa. Nếu bạn nhìn vào bàn ăn của người Hàn Quốc, bạn có thể nghĩ rằng đây là thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe. Thịt lợn cũng là shindoburi. Nó ngon bởi vì nó dày miếng tạo cảm giác mới mẻ khi ăn đồ Hàn Quốc ở đây.
Tham quan bằng thuyền qua các cây cầu chính và tiểu lộ, qua các thị trấn mới, rồi tham quan các cảnh đẹp chính của Thanh Đảo trong vòng một tiếng. Điều này sẽ hoàn thành chuyến du lịch của chúng tôi. Bên trong tàu du lịch được trang trí gọn gàng, có một quầy bar nhỏ và bữa ăn tự chọn. Điều thú vị là bạn có thể thấy thực đơn phù hợp với khẩu vị của chúng tôi trong quán bar và tiệc buffet. Cảm ơn những người du khách Hàn Quốc đã đến trước. Những du khách đến sau đã có một chuyến đi thoải mái. Trên tàu du lịch có trang thiết bị tiện nghi khác nhau. Có một quán cà phê và một phòng karaoke nhỏ với một phòng khách được trang bị lộng lẫy. Nếu bạn đến đây, bạn sẽ có một khoảng thời gian thú vị phải không nào? Có rạp chiếu phim nhỏ trên tàu du lịch. Thanh Đảo, một châu Âu tại Trung Quốc với dấu tích của chủ nghĩa thực dân Đức. Thanh Đảo, Yên Đài và Uy Hải đều là những thành phố lớn trên bán đảo Sơn Đông. Chúng cách nhau khoảng 1 giờ đi đường. Đó là một điểm đến tốt đẹp để khám phá những dấu tích lịch sử. Tại sao bạn không bắt đầu từ bán đảo Sơn Đông cho chuyến đi Trung Quốc nhỉ? Đó là một điểm đến tốt đẹp để khám phá những dấu tích lịch sử.